Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với game Siêu Anh Hùng Đại Chiến nhá. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số những cái sai lầm mà mình đã mắc phải với cá nhân của mình luôn, thì chia sẻ để anh em đỡ lặp lại những cái sai lầm đấy. Nói chung là cái việc sai lầm đấy thì dẫn đến là mình bị thọt rất là nhiều kim cương này, cũng như là thọt về cả điểm lực chiến đấy anh em nhé. Thọt luôn ở trong cái phần thi đấu xếp hạng các thứ nó không được cao. Thì đây là cái sai lầm đầu tiên. Đặc biệt là trong cái phần anh hùng ấy, anh em có thể nhìn thấy là mình đã đổi rất là nhiều cái vị tướng. Nếu như anh em nhìn thấy ở danh sách tướng của mình ở thời điểm hiện tại thì sẽ thấy nó khác vãi cả trường so với ngày hôm qua luôn. Bởi vì mình đã dùng kim cương để đi trùng sinh tướng rất nhiều luôn. Đấy, để có thể lấy lại tài nguyên ở build một số những con tướng build, đi build lại xem con nào mạnh con nào không. Thì mình nhận ra rằng là ôi dồi ôi anh em ơi, mình sai vãi cả trường sai luôn. Trong phần thông tin này này, nó có đánh giá tướng nhưng mình không chịu đọc. Cái này ví dụ như con này đánh giá là 680 đúng không? Ace, hiện tại Ace đã là một vị tướng được đánh giá mạnh nhất ở trong game này với chỉ số là 780. Và có một số con SR, đấy, nó chỉ 680 thôi. Đúng không? À nó tận 680 chứ không phải chỉ nhá. 680 là cao vãi cả trưởng luôn rồi. Như em này chẳng hạn, SSR đánh giá chỉ có 600. Và anh em có thể nghiên cứu là rất nhiều những cái vị tướng SR mạnh, trời ơi, khủng khiếp thực sự luôn. Đấy là lý do tại sao mà mình thắc mắc mà ô quay lạ sao cái mảnh vạn năng này này anh em này. À đâu, mảnh vạn năng, ô mình mở hết rồi à? Mình mở hết cái mảnh vạn năng rồi anh em ạ. Anh em nhìn thấy nó có một cái mảnh gọi là mảnh vạn năng ấy, thì nó ghi là có thể mở ra được SR hoặc SSR tùy chọn. Tức là nó đang đánh giá mấy con tướng SR và SSR cùng gọi là phân khúc với nhau luôn. Mình thấy là những cái phẩm chất tướng ở đây này, đôi khi nha, nó chỉ khác nhau ở cái việc là nhiều sao hơn thôi. Chứ còn về cái sức mạnh của tướng thì cực kỳ là ảo ma Canada luôn. Để mình lấy ví dụ cho anh em một cái vị tướng bậc SR mà mình thấy nó quá khỏe luôn, hiện tại là anh em chơi rất là nhiều. Đấy là vị tướng Maki. Cái vị tướng này khó chịu vai trưởng luôn, nó hồi sinh dậy. Đấy anh em nhìn thấy nó hồi sinh, nếu như nó hẹo nó lại hồi sinh dậy mà đam nó thì phải gọi là thôi rồi lượm ơi luôn. Và hôm qua mình nhớ là có một cái vị tướng bậc A ở trong này nó đánh giá là 680 điểm cơ. Để mình tìm cho anh em. Chắc chắn là mình nhớ có hình như là Renji. Renji thì phải. Đây này, đánh giá là 640 này. Nhưng còn một vị tướng bậc A nữa. Mình xem là vị tướng nào. Vị tướng nào nhỉ? Hình như đúng rồi, có mỗi vị tướng Renji này đánh giá là 640. Nó còn cao hơn cả với một số những vị tướng bậc SSR cơ. Ảo ma Canada thực sự luôn. Và đặc biệt có một vị tướng này mình chơi, đúng là mình thấy nó khỏe thật, nó xứng đáng với cái điểm đánh giá này luôn anh em nhé. 680 đó chính là cái vị tướng Tanker Panda. Ở trong này thì anh em có thể nhìn thấy là rất nhiều vị tướng hệ phòng thủ, nhưng để thuần Tanker á thì mình thấy Panda này cực kỳ khỏe. Bởi vì cái lối build trang bị của nó là nó đề cử cho anh em luôn là build sinh lực cũng như là phòng thủ đúng không. Cái này là cộng thêm này đấy, những cái chỉ số này sẽ cộng thêm phòng ngự này, chỉ số này cộng thêm phòng ngự và sinh lực đấy, kiểu như thế. Thì mình thấy cái em Panda này có kết quả skill là hồi sinh được rất là nhiều lần. Đấy, anh em nhìn nhá, cái quả skill cuối này. Đâu nhỉ? Mỗi trận đấu có 2 lần hồi sinh, phục hồi sinh lực, không thể bị hóa giải, sau khi hồi sinh lập tức có 50% nộ. Đấy, và khi nâng cấp lên thì nó hình như mình nhớ là kỹ năng của nó đấy. Đây này. Hồi sinh như này. 2 lần hồi sinh luôn này anh em. Vãi cả nhái thật. Dã man con ngan luôn, hồi quá nhiều luôn. Ôi dồi, thực sự luôn. Hình như Panda đâu. Panda vừa được fix để. Mình nhớ là đêm hôm qua con này là nó có 3 lần hồi sinh cơ, nhưng mà hôm nay cập nhật là chỉ còn lại 2 lần hồi sinh, tức là bị giảm sức mạnh đi một tí đấy, nhưng vẫn khỏe anh em nhá. Đấy, vì tướng Panda này là một trong những tanker mình thấy là hợp lý này, đối với phân khúc SR như thế là quá khỏe luôn. Hay là vị tướng này đi, mình thấy hôm qua em này là hẹo xong là cũng có tỷ lệ hồi sinh này. Kỹ năng nhá, đây này. Bí kỹ là tấn công mục tiêu 40% tỷ lệ gây choáng này. Ok chưa? Những cái tuyệt kỹ của nó là đánh lan ra mấy cái thằng hàng sau này. Đó. Đây là 32% tỷ lệ bạo kích với mục tiêu chính. Còn đây, cái hiệu quả bị động của nó tăng sát thương tuyệt kỹ cho anh hùng tấn công phe đồng minh. Ok à? Đây này. Anh em nhìn nhá, có khả năng hồi sinh khi bị hạ gục tối đa 3 lần trong một vòng. Vãi cả nhái luôn. Nói chung là ở thời điểm này mình thấy là cứ em nào có khả năng hồi sinh là khỏe. Thế cho nên là mình đã chơi thử vào em Yuchi này và mình thấy tuyệt vời. Quá là ok luôn. Ngon lành cành đào anh em ạ. Đấy. Phong trụ cũng ok. Đấy, nhưng mà phong trụ chỉ đánh giá 600 thôi. Bởi vì sao? Bởi vì em phong trụ này là cái điểm yếu của nó là về cái phần tốc độ. Và nếu như chẳng may phong trụ mà gặp em Maki
Maki cảm thấy tốc độ nó mà cao hơn nha. Nó diệt phong trụ. Ui dồi ôi, nó đánh cho thì thôi rồi lượm ơi luôn anh em ạ. Ôi giời, đau lắm. Em này thì hơi giấy. Nó là như vậy. Đó. Thì anh em nên lưu ý cân nhắc cái sai lầm của mình là khi mà mình nâng một số em tướng SR đâu, mình cứ tưởng SR là mạnh nhất rồi. Mình vào tiến sao hết tất cả những mấy một số những vị tướng bậc SR là mình cũng cho đi vào đây hết làm nguyên liệu, nhưng mà không anh em nhá. Nên giữ lại những cái vị tướng bậc SR trở lên. Hôm qua mình thấy còn một số vị tướng bậc S cũng khỏe cơ, nhưng thôi, mình nghĩ là chơi SR trở lên đã là đủ rồi. Với cả có một cái sai lầm nữa là đây này, trong phần đội hình nhá, chỉnh đội hình này. Anh em có thể vào đây tùy chỉnh, tùy ý các kiểu build đội hình luôn. Có rất nhiều phe phái, chứ không chỉ có ba hệ chính là phòng thủ, tấn công cũng như là kỹ năng đâu. Và tất cả những cái này nó đều có những cái chỉ số riêng nữa. Nếu như kích hoạt được thì nó cũng rất là ngon. Đấy, thế cho nên là vào trong đội hình này thì hôm qua chia sẻ thật với anh em là lúc đấy là 1 giờ sáng đến tận 2 rưỡi sáng. Mình cứ vào đây mình đặt lại. Đấy, sau này ví dụ như là mình đang có em Ace. Mình sẽ viết em Ace vào trước, mình build đội hình thì mình sẽ dựa vào đây cái hệ chính của nó. Ví dụ như công đúng không? Thì mình sẽ tìm trong hệ công này có em nào ngon lành cành đào. Mình sẽ đặt vào. Ví dụ như là mình tìm ra em Zuchi này cũng ngon này. Đấy, mình đặt vào. Còn nếu như muốn kích hoạt được 4 anh hùng ở đây chẳng hạn thì sẽ tìm thêm những anh hùng công ở đây. Còn nếu như mà muốn chơi phòng ngự đúng không? Thì đấy, test thử mình test Ranky này, sau đó là đến gấu. Mình thấy gấu trâu đúng không? Mình cho gấu ưu tiên vào trước. Thì mình thấy là cần thêm một số những cái hệ phụ nữa để kích lũy cho nó tích, để kích cho nó đỡ bị lãng phí ấy. Đấy, mình có phong trụ nữa mình cho vào đây rồi. Thế là thành ra là có hai em rồi, đúng không? Đấy, thế là dần dần mình cứ build. Thì thấy em này mình thì cũng ok. Đấy, xì bà, thế nó mới đều chứ. Thế dần dần là ra một cái đội hình chính của mình luôn. Nó là như vậy. Đặt lại nha, gợi ý. Đấy, cái vị tướng Vegeta này thì hiện tại mình không chơi bởi vì là nó có một cái nhược điểm là nó phải đạt sau 3 lượt thì nó mới tăng được cái chỉ số lên. Thành ra là mình bỏ em này đi và cho em này vào. Ok. Đấy, mình để như thế này nha. Thế tạm thời đội hình này thì mình thấy đánh đấm cũng ổn. Khá hơn là lúc trước đấy. Trước khi mà tìm hiểu về cái này thì thấy là đánh đấm này nó ổn hơn rất là nhiều rồi. Lưu lại. Đấy. Và bây giờ thì mình cũng đang lấy thêm một số những cái vị tướng nữa, kể cả là SR các thứ thì đều ấy hết. Thi đấu này. Đây, đấu trường này. Tiến báo thử xem. Hạng không thay đổi. Thủ này là thắng này. Còn lại là bại trước một số bạn lực chiến cao hơn này. Đấy, nhưng mà mình có thủ thắng rồi. Ok chưa? Rồi ơi, cho anh em xem một số những cái trận thủ thắng với cả một bạn lực chiến lên tận 125.000 anh em nhé. Anh em nhìn này, 125.000 đúng không? Rồi, phát lại cho anh em xem luôn lý do là tại làm sao mình có thể thắng được. Đấy là một cái lý do điển hình nhất về cái việc là sắp xếp team cho nó hợp lý và một số những cái vị tướng không cứ gì phải SR. Qua thì đội hình của mình có rất là nhiều vị tướng SR, nhưng hôm nay thì mình đã bỏ đi rồi. Đây là kẻ địch giật mình. Thì bảo ôi lạ thế, đây mình phòng thủ thì là bên này chứ. Đấy, ok nhá. Rồi, được hồi sinh đấy, em này vừa được hồi sinh đúng không? Panda hẹo này lại hồi sinh này. Ok nha. Rồi, để xem là sức mạnh của Zuchi đấm khá gắt đây anh em ạ. Đấy, đằng sau này anh em thấy không? Mất máu cứ phải gọi là ôi dồi ôi luôn. Đấy là mình phát hiện em Zuchi này đánh cực kỳ khỏe. Do hôm qua là cứ đi reset lại đấy. Còn đấy chăm chỉ và đọc skill. Thế thành ra là tìm ra em Zuchi này khá là ngon lành cành đào nha. Thấy chưa? Ace này. Ace tốc độ hơi chậm nhá. Chậm hơn Zuchi rất là nhiều. Ok, nhưng mà vẫn kết liễu được này. Rồi. Này là Yuta thì phải. Ok này. Frankie nằm xuống này. Tiếp tục. Đấy, anh em thấy là em Panda của mình nó vẫn cứ là câu bò nha. Hẹo nhưng mà khả năng cao được hồi sinh thêm một lần nữa này. Hết rồi à? À rồi, bây giờ là phong trụ. Phong trụ thì chưa kết liễu được kẻ địch thì hơi ối rồi ôi. Rồi. Nhưng mà vẫn còn đấy. Ủa, anh em thấy không? Ace bị nó chém nhưng cũng thốn đấy. Một phát. Tính trưởng chưa? Ace của đấy là Ace của nó đánh hay sao ấy. Rồi, may quá. Yuchi anh em nên xếp giữa nha anh em nhé. Xếp sang hai bên thì cái Maki này cảm giác nó cứ oánh hai bên ấy. Ok, tiêu diệt được mà Maki không này. Có hồi sinh không nhỉ? Không hồi sinh nữa. Rồi, ấm luôn. Đó. Anh em thấy là Yuchi cánh team cực kỳ tốt nha. Một bạn hơn mình tận mười mấy ca điểm được chiến mà mình vẫn thắng được là vì thế. Để mình xem sau bản cập nhật vừa rồi thì
Em Maki có bị thay đổi gì không về sức mạnh không anh em nhé? Cách qua là mình chưa sở hữu được em Maki. Maki đây. Đây, tăng sát thương và kích trở bla bla bla. Vẫn thế, tăng 18% tỷ lệ khi bị hạ gục. Ở đây vẫn sẽ hồi sinh mà. Đấy, nói chung là vẫn ok. Rồi. Thế thì đấy là một số những cái sai lầm cơ bản nhất của mình mà mình gặp ở 4 hôm đầu tiên chơi game. Thì hôm nay là ngày thứ tư mà, thì mình muốn chia sẻ cho anh em để những anh em nào tuân thủ tránh đi những cái sai lầm đấy, để build team cho nó ok là nhé. Tránh lãng phí những cái tài nguyên như là kim cương thì nó rất là ối rồi luôn. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.